Đấy, đang định cũng cắt dần đấy. Đây đang... bà con để ý, lưu ý kỹ này, bà con không nên để những cành vượt này mà kéo cái dây xuống vít xuống này để cho ra cành lộc ở đây, mà bà con phải tiến hành bấm vào ngang luôn, tạo cho cây thấp, nhất là những năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bà con lưu ý không nên tiếc những cành như này. Khi bà con cắt như này thì những cành nhỏ này sẽ nhanh ra quả hơn, những cành nhỏ thấp ở dưới này nhanh ra quả. Thường thì sẽ ra quả vào những cái cành này. Bà con lưu ý những cành già này mới chính là những cành có quả cho bà con, chứ không phải cành này. Cành này không cho quả mà đang tạo tán cho cây thôi. Đây là sau này sẽ cho quả trong thân và những cành già như này. Và những cái nọc to quá thì cũng không hợp lý, bà con có thể tỉa vào luôn. Đây là sau này những cái cành này sẽ là cành cho quả, bà con sẽ cho hoa và cho quả khe khe lá như này. Cũng giống như đây này, cành cho quả này. Bà con biết là cành cho quả này, chứ không bao giờ cho quả trên này, hoặc cho quả thì chất lượng không ngon. Nên là bà con lưu ý thời gian này cắt tỉa cành tạo tán. Ví dụ cành này nếu mà biết thì sẽ bấm một ngọn ngay từ dưới này rồi, chứ không để cho nó nhiều. Đấy, như này cây như này sau này ra và những cái cành ở trong mà tốt quá, ví dụ ra nọc nhiều, bấm vào bớt để cho tạo cho đủ ánh sáng. Mà khi cắt thì bà con lưu ý, ví dụ như cành này bà con mà cắt thì không nên để 1-2 phân ở trên cao này, mà bà con sẽ bấm sát xuống cành như này để cho sau này cành nó ra vỏ phủ lên, chứ không nên để cắt hở như này. Thường nhiều người sẽ cắt hở 1-2 phân vẫn lại.